Kính thưa ông, diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 5 tới, 11 đội đua mạnh tham gia giải xe đạp truyền hình Bình Dương năm 2018, cúp bóng nhựa Hoa Sen sẽ vượt qua 7 chặng đua với tổng lộ trình dài 800 km đi qua 6 tỉnh thành. Đây được coi là một mùa giải nhiều thử thách với lộ trình là những cung đường đồi dốc. Vì vậy, giải đấu cũng là cơ hội để các tuyển thủ thi đấu cọ sát, chuẩn bị cho ASEAN sẽ diễn ra tới đây tại Indonesia. Bên cạnh những chặng đua hấp dẫn, những hoạt động thiện nguyện sẽ được tổ chức để trao tặng những phần quà có ý nghĩa cho những gia đình khó khăn và học sinh hiếu học tại các địa phương đoàn đi qua.